Xin chào quý anh chị và các bạn. Bọn mình đang có mặt tại thành phố Phan Thiết. Và trước mặt các bạn đó là công viên biển Đội Dương. Có lẽ không còn gì xa lạ nữa. Tên tuổi của công viên này đã gắn liền với lịch sử, hình thành và phát triển thành phố Phan Thiết. Những cây dương ở đây có tuổi thọ rất lâu. Nó đã tạo nên một cái bóng mát lý tưởng cho toàn cái khu vực này. Biển Đồ Dương là một trong những bãi tắm đẹp và cũng là bãi tắm gần trung tâm thành phố nhất. Tiết hôm nay khá là lạnh và mình thấy là sóng là rất là lớn. Năm nay thì mình thấy có một cái sự thay đổi, đó là cạnh công viên biển Đội Dương đang xây dựng một khu đô thị du lịch biển, còn gọi là phố biển Rạng Đông. Theo mình được biết, đây là một cái dự án kết hợp với các loại hình thương mại, dịch vụ du lịch. Nó sẽ là một cái khu đô thị du lịch biển hiện đại, tạo nên một cái điểm nhấn mới cho thành phố Phan Thiết này. Dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết rộng khoảng 62 hecta, phục vụ nhu cầu cho khoảng 10.000 người, trong đó có 6.000 người là sinh sống ổn định và khoảng 4.000 người là thuộc thành phần là du khách tham quan và du lịch nghỉ dưỡng. Ở giữa trung tâm thì có một thanh minh tự. Trời tối quá cho nên có lẽ là sáng hôm sau mình sẽ quay trở lại đây review và chia sẻ sau nhé. Cạnh Thanh Minh Tự đó là một công viên và mình thấy mọi người để xe rất là đông luôn. Đây là công viên Hòa Bình với biểu tượng là chim bồ câu đứng trên một cái quả đất các bạn. Nơi này thì rất lý tưởng cho gia đình và mọi người họp mặt vào mỗi buổi tối
đi dạo mát chẳng hạn. Mình đang ngồi ăn ở một cái quán cóc đối diện siêu thị Cóp Mắt của Phan Thiết. Thì ở đây sinh tố ở đây ngon các bạn. Mua một ly sinh tố thì được tặng thêm một cái chén bánh lọt. Không biết trong đây có gì nha. Và bánh lọt này ngộ lắm. Cái viên tròn á. Sinh tố thì có lẽ là bình thường rồi. Nhưng mà bây giờ cái phần bánh lọt này nè, mình thấy rất ngộ. Viên nó tròn màu xanh. Để ăn thử một miếng coi cái mùi vị nó như thế nào. Bột. Bên trong có một cái hạt đậu phộng. Nước này là nước cốt dừa nha các bạn. Rồi, bây giờ thì bọn mình sẽ chạy một vòng tham quan thành phố Phan Thiết này đem. Mời mọi người đi cùng với bọn mình nhé.